Tôi ở Sài Gòn là lên nhỉ? Chết mẹ rồi. Bảo anh em đừng chia sẻ nữa thôi. Ai gì rồi, uống công ra. Nào, uống công ra. Nhanh đấy nhở? Nhìn cái càng, tôi đúng vào cái mồm này. Đúng rồi. Này, mất rồi. Đúng rồi anh. Các bạn đến nhà của Hồng để được thưởng thức cái món cua. Cua ở đâu cua đâu có luôn. Cả. Quá anh em ạ. Đây là gì hả em ơi? 162. Ok. 2.300 bạn. Mỗi bạn ở dưới một cái nữa. Câu thứ hai. Tôi đã vì lời hứa với các bạn này. Tất cả những bạn bè chia sẻ giúp đỡ này. Lên 5.000 uống đúng 5 gốc. Bây giờ đã lên 2.300 uống câu thứ hai. Nếu là nào dùng là uống liên tục. 2.400 bạn rồi. Mỗi bạn chia sẻ một cái này. Các bạn chia sẻ nhớ theo dõi Facebook của Hoa Hồng nha. Tôi đặt một cái Facebook mới luôn. Các bạn cứ nói nè. Anh em tôi là thế nào thế kia. Này có Facebook God. Hôm nay tôi khẳng định luôn cho anh em thấy. Tôi và em có phải không cần Facebook God. Tôi ở Sài Gòn. Em có bảo ngoài Bắc. Các bạn ngoài Bắc không cần Facebook God. Facebook vẫn cứ mấy nghìn người xem. Đấy Facebook mới lập luôn nhá. Tại sao em biết là sao đâu người xem không? Mỗi lần lại thì anh em cũng là không cầu rồi. Không rồi, anh rồi. Biết ra. Đâu anh là nhau. Anh nhau. Em nó quá là vất vả. Ngày em nó là người kiếm kiếm bao nhiêu. Anh em cua đây ngon gan thoải mái. Wow. Anh nô lúc từ lúc sáng giờ kiếm hơn 20 triệu, không phải mười mấy triệu đâu. Anh em ăn 50 triệu rồi. Nói nó có bao nhiêu tiền nó cho gái mình là nó mua đồ hết. Thằng này này, nếu mà nó có tiền cũng giàu rất là tốt. Bởi vì nó có giàu có tiền nó ra khách sạn nó ở mấy trời bét này thành ngày. Lúc nào mà gần hết tiền là nhớ anh em mới lại rồi. 3.000 giá. Các anh đùa đấy à? 2.900 rồi. Hôm nay phải lên 3.000 đi. Thì đồng nghĩa với là tôi phải ra Hà Nội đấy. À lên 5.000. Các bạn chia sẻ đến 3.000 nữa nha. Đừng có chia sẻ nữa. Nếu mà chúng lên 5.000 thì tôi vì này hứa với em các bạn phải đi bộ à, phải đi theo em ra Hà Nội chơi 3 ngày đấy. Anh em nào quý tôi thì đừng chia sẻ nữa. Không có lên 5.000 đâu. Nào các bạn nhớ anh em coi nha. Kết bạn nha. Rồi, cho anh cho kia nào. 3.000 rồi, uống một chai nữa được chưa, chuẩn chưa? Bia này, tôi lấy bia cho anh. Bọn nó hot pay mà đội ca sĩ nổi tiếng với bọn khác. Bây giờ sánh vai với anh ấy, cá bảnh trên Facebook. Chúng nó tâm nếu có, tiền nếu có, tài nếu có. Đòi đi sánh vai với người có tài, người có tâm, người có tiền. Sánh vai thì đéo là được, em hiểu chưa? Con người phải có tố chất, con người phải đồng hoàng cái chữ có anh em không? Không chảnh với ai, không khinh ai, không ghét bỏ ai. Chơi với tất cả mọi người là phải không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Chơi với mọi người là phải tình cảm, ai chia sẻ là phải cảm ơn đồng hoàng. Chơi như thế mới có cộng đồng mạng chứ. Mấy cái thằng ca sĩ kia có tí nổi nên là tỉnh chó nó chơi cùng được 3721 ngày. Mày thấy mấy cái thằng ca sĩ livestream 160k người xem, 60k. Còn bây giờ nhá, được mấy đùa thôi, bây giờ livestream đéo bằng các bạn 10k luôn. Ngày xưa anh thì cộng không thấy bao được. Mà anh là thế hệ trên Facebook là thế hệ là hot già rồi. Anh là từ thời đất đầu. Cứ được đến ngày hôm nay thế là quá giỏi rồi. Ngày xưa anh chỉ được rẻ 3-40k. Bao nhiêu năm là trên mẹ. Trên mẹ rồi. Chết là nhồi cả năng anh phải đeo ngay để đeo rất là nội rồi. Rồi biết rồi, mình say rồi. Kiểu này các bạn cứ chia sẻ kiểu này tôi say mất. Cứ lên 1k đồng 2 cốc, lên 1k đồng 2 cốc là cực lắm. Nào, đây nhá.
cốc này là cốc thứ ba đúng không? Em cũng tổng giống như anh ấy. Hôm nay anh chúc em có lộc. Nếu mà không có lộc thì đủ tiền. Hôm nay mà cậu thấy mỗi con là 196 là cảm ơn mọi người. 3.000 năm nhá. Cái gì này? Đuôi trên 3.000 năm cho người rồi, ta phải ra ruộng mới được. Uống bia rồi. Đứa là 3K uống 5 cốc, uống 3 cốc rồi say rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cô Vân này, tất cả các em 3K7 này. Vất luôn em ơi. 3K7 đừng có chia sẻ nữa. Chia sẻ nữa là tôi tối phải bay ra Hà Nội đây. 3K7 rồi. Kiểu này là anh đua rồi, ba cứ lên 1.800 rồi à? 3K9 rồi kìa, đấy. Kiểu này là anh đua rồi, cho bia này. Chấp nhận đua rồi, 3K9 rồi, đua mẹ. Trẻ đá ai bia đây? Tất cả anh em mọi người miền Tổ quốc, các bạn quý tôi, đến Sài Gòn, không cần các bạn có tiền, có tình cảm thì tôi tiếp các bạn. Nhà tôi mở ra để tiếp tất cả các anh em giao lưu kết nối yêu thương làm ăn. Anh em nào không phân biệt giàu nghèo, các bạn có là ai tôi không biết, quý tôi đến nhà tôi gọi tôi một tiếng, tôi đón các bạn chân thành luôn. Tất cả những người anh em của Bạch, những người em của Bạch, những người bạn của Bạch ngoài Bắc Ninh, ngoài ngoài khu vực Bắc Ninh, cứ vào Sài Gòn thì mới gọi cho anh cho lái xe ra sân bay đón, mời ăn mời nhậu anh làm được, mời ma túy để mọi người tự do. Trước cái này bị anh bỏ mà bây giờ tất cả anh em của em cứ vào đây anh đón em nhiệt tình, không bao giờ để mất bạn em đâu. Mình anh sống nghe đúng nghĩa, tất cả những người anh em của em có việc gì cứ vào đây anh sẽ lo đúng nghĩa là một người anh thế rồi, không phải định nghĩa gì cả, anh không phải là ok. Còn hôm nay là anh thua em là bởi vì nó lên 4.000 mấy thật, 4.000 rồi rồi. Vì này thì hứa đánh dự này, đã sống anh em là phải chuẩn, chuẩn, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, không phân biệt các em, các anh cũng là ai. Nhưng các bạn có tình cảm, bạn chia sẻ kiểu này thì tôi say cũng không vượt rồi. Hôm nay tôi bỏ, không tiếp cách nữa, say mọi người thôi. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Anh cũng tiếp quá. Cảm ơn tất cả các anh em nhá. Đồng Nai có tiếp công. Mọi vùng miền Tổ quốc, bạn đến với tôi, không cần bạn có tiền, bạn có tình cảm, tôi mời bạn nhậu bạn ăn được. Nhà tôi có, quán bar tôi có, quán bay tôi có, nói chung là từ A đến Z tôi có, mỗi ma túy cũng có rồi. Anh ăn cái này. Chơi đẹp đi, anh em chia sẻ tiếp đi. Đã chơi lớn rồi, các bạn nhớ ăn theo dõi nhá. Cháu được vũ kiến luôn. Thấy không? Nó xài với chim 8 năm rồi. Nó muốn đổi. Anh rồi tôi này. Giống như đợi anh live stream đúng không? Mất link. Mất link hả? Lộc Hải. Vũ kiến rồi. Mất link rồi thì lên đâu là Facebook và live stream cơ. Tại đây. Thực ra là con người là đến một. Đó đấy. Vũ kiến là cũng cần. Anh muốn nói em gì? Anh muốn nói hay mà. Anh muốn nói hay hay. Anh phải anh nói hay mà anh chỉ nói những cái gì nó là trong đấy lòng mình thôi. Bây giờ mình chơi với người là mình không phải là đánh chó. Đường đường anh ấy nói thật với em này, đường đường anh không phải là tất cả anh em biết này, em tất cả mọi người nói em, anh là một con người tiền anh không phải là có nhiều, anh không thiếu, địa vị xã hội anh có, cái gì anh có, tại sao anh phải chơi với những người thua anh có nhiều? Là bởi vì anh này anh thích chơi với những người đấy, bởi vì từ ngày xưa anh có cái đéo gì đâu, mình xuất thân là từ nông thôn, thật ra là mình sống trên đất địa phương, mình không chảnh chó với ai, không vinh ai cái gì mà không biết ai cái gì bây giờ. Đúng rồi, anh dê đông trẻ. Đúng rồi, anh dê đông trẻ. Đây bạn này, chắc là cũng lên 5.000 đâu, tao không phải ra nói là. Anh em ở đây mà chia sẻ 5.000 là tôi phải ra nội để bỏ cái nhà hàng ấy. Các bạn đừng lại 4.300 thôi. Đừng có chia sẻ nhá. Thì anh em đừng chia sẻ ra, đừng 4.300 nói chuyện thôi. Úi giời, càng chi nó càng lên kìa. Chết mẹ rồi. Bảo anh em đừng chia sẻ nó lại lên rồi, chết rồi. Mọi người đừng chia sẻ ra, đừng 4.300, 4.400 ngồi nói chuyện thôi. Không có tối nay tôi phải bỏ nhà hàng ra nội đây.
Cảm ơn cô Mận nhá. Chúc cô Mận, cảm ơn cô Mận. Thế anh em nào chia sẻ rồi, mỗi 4.500 rồi. Anh Quang, đừng có chia sẻ nữa, lên 5.000 em ra nội đây. Thôi đừng chia sẻ nữa. Bảo mấy anh đừng có chia sẻ nữa, là lên 5.000 là giả hơi đấy. Lên 5.000